viện bấm huyệt Thập Chí Liên Tâm, thành viên tích cực của Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam. Thành lập ngày 20 tháng 8 năm 2012, ngay khi tiếp nhận phương pháp bấm huyệt thập thủ đạo của cố lương y Huỳnh Thị Lịch, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chí Liên Tâm miệt mài vừa nghiên cứu, vừa biên soạn tài liệu, vừa xuất bản sách, phim ảnh trên các phương tiện nghe nhìn, vừa giảng dạy, phổ biến phương pháp rộng khắp Việt Nam và ra thế giới. Suốt quá trình phát triển của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chí Liên Tâm, không thể không nói lên lòng cảm phục đối với người viện trưởng năng động, sáng tạo, danh y đất Việt, bác sĩ Dư Quang Châu, với những bước đột phá mạnh mẽ trong nghiên cứu khoa học, kiện toàn phương pháp, khẳng định vị thế hàng đầu trong hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu với một phương pháp mà tên gọi hoàn toàn mới lạ, liệu pháp y mao mạch. Nói là làm, ngay khi tiếp nhận phương pháp, bác sĩ Dư Quang Châu, nhà tiên phong liệu pháp y mao mạch, được sự ủng hộ của lãnh đạo Liên hiệp Khoa học UIA, Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, đã lập tức mời các nhà khoa học cùng chung tay trong đề tài nghiên cứu để sao cho phương pháp đến gần nhất với cộng đồng, cho ai cũng được hưởng lợi ích. Những bí mật của thập thủ đạo dần dần được ánh sáng khoa học soi sáng. Bác sĩ Dư Quang Châu và tập thể nghiên cứu đã tìm ra bí quyết của thập thủ đạo gắn liền với hệ thống 600 cơ vân trên cơ thể, với cơ quan tuần hoàn và xương khớp. Từ một phương pháp bí truyền rất khó thực hiện, thập thủ đạo giờ đây qua việc phổ biến của danh y đất Việt, bác sĩ Dư Quang Châu và Viện Bấm huyệt Thập Chí Liên Tâm, đã là một phương pháp đại chúng, khoa học, đơn giản, dễ làm mà ai ai cũng làm được. Vì sự đơn giản ấy, y mao mạch Thập Chí Liên Tâm giúp cho người người đều có thể trở thành thầy chữa gia đình, tự chăm lo cho sức khỏe của chính mình và người thân. Và tôi hy vọng là trong tương lai, khoảng 10 năm nữa, mỗi người Việt Nam chúng ta là một bác sĩ. Dưới sự dẫn dắt của thầy Dư Quang Châu, các lớp học y mao mạch đã đến được nhiều nẻo đường đất nước, và phương pháp này đã vươn ra thế giới, đi đến đâu cũng được đón nhận với niềm tin yêu. Đó là những buổi tư vấn hướng dẫn chữa trị miễn phí cho cộng đồng, là những hoạt động phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ giúp dân, là những khóa học tràn đầy tâm huyết ở khắp ba miền Bắc, Trung, Nam và nhiều thành phố trên thế giới, mang trong nó những giá trị nhân văn cao quý. Cộng hòa Liên bang Đức, Mỹ, Pháp, Nhật, Úc, Ba Lan, Ý, Hà Lan, Slovakia, Cộng hòa Séc và nhiều nơi khác trên thế giới đã được đón thầy Dư Quang Châu với các khóa học, rất đông kiều bào Việt Nam đến vừa học vừa chữa bệnh. Suốt những năm qua, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chí Liên Tâm đã phổ biến nhiều kiến thức bổ ích, hướng dẫn cộng đồng đẩy lùi bệnh tật, nâng cao sức khỏe mà không cần dùng thuốc. Biết bao nhiêu người đã tìm lại được niềm vui, tiếng cười khi đến với bộ môn. Đau mỏi khớp gối, rối loạn tiền đình, đau thần kinh tọa, thiếu máu não, đau mỏi cổ gáy, thoái hóa cột sống, suy giãn tĩnh mạch, ù tai, điếc tai, đau đầu, liệt do di chứng tai biến mạch máu não, vân vân, được phương pháp giúp phục hồi chức năng hiệu quả rất ấn tượng. Đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm toàn phần thời đại ngày nay, sức khỏe cộng đồng bị đe dọa bởi quá nhiều thứ độc hại vây quanh mà không thể tránh được, mối chăn trở của những người làm công tác khoa học luôn hướng đến việc
làm sao giúp mọi người có thể thải trừ bớt độc tố xâm nhập vào cơ thể. Cầu được ước thấy, thầy Dư Quang Châu đã tìm ra phương pháp chườm nóng vùng gan vô cùng hữu hiệu, giúp thanh lọc, thải độc cơ thể, làm sạch gan, làm sạch mạch máu, làm sạch nội tạng mỗi ngày, cho cơ thể khỏe mạnh, đẩy lùi bệnh tật, tăng sức đề kháng và giảm lão hóa. Phát kiến của tác giả phương pháp chườm gan, bác sĩ Dư Quang Châu đã được phổ biến ra cộng đồng từ ngày 1 tháng 9 năm 2014, gọi là phương pháp chườm gan bằng cặp đá diệu kỳ. Cách đả thông mao mạch nội tạng của chườm gan bằng cặp đá diệu kỳ có thể giúp cải thiện các chứng bệnh về nội tạng như mỡ máu, gan nhiễm mỡ, đường máu, cholesterol, axit uric cao, các chứng trĩ, u xơ tử cung, phù nề tiền liệt tuyến, vân vân, thông qua hàng ngàn, hàng vạn báo cáo gửi về viện. Không bao giờ ngừng lại. Các nghiên cứu của bác sĩ Dư Quang Châu liên tục đưa ra phương thức mới giúp việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng thêm hiệu quả. Hớp không khí. Hớp đi anh em. Bỏ đói cơ thể vào buổi sáng. Uống nước chi ly. Tác động cơ xương khớp. Là những sáng kiến bổ sung cho kết quả cải thiện sức khỏe của liệu pháp y mao mạch thêm trọn vẹn. Điểm độc đáo nữa là các khóa học của Tạp chí Liên Tâm chuyển giao toàn bộ kiến thức và kỹ thuật bấm huyệt thập thủ đạo vòn vẹn chỉ trong vài ngày. Thật khó tin mà là sự thật. Tại đây, người học biết rõ khi thao tác mình đang làm gì cho cơ thể, vì cơ sở khoa học của phương pháp đã được bác sĩ Dư Quang Châu tìm ra. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ Liên Tâm dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp Khoa học UIA, Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Hà Nội và Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, cùng với nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên đang ngày đêm góp phần đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của người dân Việt trong cũng như ngoài nước. Những kết quả ghi nhận được từ những học viên và người thân của họ, từ bà con đồng bào trên khắp thế giới là phần thưởng không chỉ ghi nhận công sức của mỗi cá nhân và tập thể viện, còn là niềm tự hào, là động lực, là hành trang để mỗi cá nhân và tập thể viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm bước tiếp chặng đường phía trước. Ghi nhận đóng góp của bác sĩ Dư Quang Châu, danh y đất Việt, với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các cơ quan, tổ chức của nhà nước đã tôn vinh ông với những danh hiệu cao quý. Danh y đất Việt, bác sĩ Dư Quang Châu, viện trưởng viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm, đã ao ước thập chỉ liên tâm trong thời gian sắp tới sẽ lan rộng khắp Việt Nam và trên thế giới. Mong rằng từ bắt đầu từ bây giờ thì cái môn thập chỉ liên tâm nó sẽ càng lan rộng ra cả nước và cả thế giới. Là một phương pháp gợi nên niềm tự hào của người dân Việt. Được chấp cánh bởi Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam với đầy năng lượng, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ liên tâm đã xây dựng rất nhiều kế hoạch và dự định mới cho chặng đường sắp tới, hoàn thiện hơn nữa để góp phần hỗ trợ cộng đồng nhiều thêm nữa. Từ năm 2012 đến năm 2018, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ liên tâm triển khai hai đề tài nghiên cứu khoa học. Ngày 1 tháng 9 năm 2012,
Hội đồng khoa học được thành lập, nghiên cứu và phát triển phương pháp tập chỉ đạo với nhiều giáo sư, nhà khoa học giàu kinh nghiệm để thực hiện đề tài khoa học mang tên ứng dụng cảm xạ y học trong nghiên cứu khả năng trị liệu của phương pháp thập chỉ liên tâm. Đơn vị chủ quản: Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng Khoa học: Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội. Chủ nhiệm đề tài: Bác sĩ nhà cảm xạ Dư Quang Châu cùng các nhà khoa học: Giáo sư Tiến sĩ Phạm Đức Dương, Tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Giáo sư Tiến sĩ Cao Cự Bội, Giáo sư Bác sĩ Vi Huyền Trác, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Phan Đăng Nhật, Bác sĩ Đặng Văn Quế, nhà giáo Bùi Đình Duyệt, Ủy viên Hội đồng Khoa học. Tiếp theo, ngày 29 tháng 5 năm 2016, Viện Bấm Huyệt Tập Chỉ Liên Tâm thành lập Hội đồng Khoa học nghiên cứu đề tài thứ hai, đánh giá tác dụng chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo của Lương Y Huỳnh Thị Lịch kết hợp với chườm đá nóng lạnh. Đơn vị chủ quản: Liên hiệp Khoa học UIA. Chủ tịch Hội đồng Khoa học: Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Bảng, Nguyên Viện trưởng Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế, Bộ Y tế. Chủ nhiệm đề tài: Bác sĩ Dư Quang Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm Huyệt Tập Chỉ Liên Tâm. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm, Nguyên trưởng khoa Tổng hợp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Phản viện 1. Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp Quốc hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, Phản viện 2. Giáo sư Tiến sĩ Ngô Quang Lực, Nguyên trưởng khoa Huyết học Truyền máu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Ủy viên. Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Tiến Quý, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Ủy viên. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Ngọc, Trưởng khoa Bệnh viện Bạch Mai, Ủy viên. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Vụ Y học Cổ truyền Dân tộc Bộ Y tế, Ủy viên. Thượng tá Bác sĩ Trịnh Thị Huệ, Nguyên trưởng phòng Y vụ Bệnh viện Bộ Công an, Ủy viên. Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Hải Vân, Trưởng khoa Tế bào Bệnh viện Gia Liễu Trung ương, Ủy viên. Trong thời gian chưa đầy 6 năm, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm Huyệt Tập Chỉ Liên Tâm miệt mài nghiên cứu và kiện toàn tài liệu giảng dạy đã cho ra đời 5 cuốn sách về liệu pháp y mau mạch. Cuốn đầu tiên mang tên Năng lượng cảm xạ Thập Chỉ Liên Tâm Pháp, xuất bản năm 2012, gồm 136 trang. Cuốn thứ hai Thập Chỉ Liên Tâm Pháp Trình Độ Căn Bản, xuất bản năm 2013, nhà xuất bản Lao Động, 168 trang. Cuốn thứ ba Thập Chỉ Liên Tâm Cải Thiện Tuần Hoàn, Thông Mau Mạch, Sạch Tĩnh Mạch, xuất bản năm 2015, nhà xuất bản Hồng Đức, 286 trang. Cuốn thứ tư Thập Chỉ Liên Tâm Liệu Pháp Về Y Mau Mạch, Cải Thiện Tuần Hoàn, Thông Mau Mạch, Sạch Tĩnh Mạch, xuất bản năm 2016, nhà xuất bản Hồng Đức, 325 trang. Cuốn thứ năm Thập Chỉ Liên Tâm Liệu Pháp Về Y Mau Mạch, Thông Mau Mạch, Sạch Tĩnh Mạch, xuất bản năm 2017, nhà xuất bản Hồng Đức, 388 trang. Song song đó, viện cũng phát hành các đĩa DVD bài giảng phổ biến kiến thức khoa học, các đĩa hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn chườm gan và đều đặn đăng tải hàng ngàn video clip thực hành chữa bệnh trong lớp học trên mạng YouTube, Facebook để cho mọi người khắp Việt Nam và thế giới dù không đến lớp cũng có thể ôn bài hoặc tự học phương pháp. Từng bước, viện xây dựng hoàn thiện dần cơ sở lý luận của phương pháp y mau mạch thập chỉ liên tâm. Các kỹ thuật cơ bản mà viện hướng dẫn cho bệnh nhân và những người mong muốn phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe, mang lại hiệu quả rõ rệt nhất là kỹ thuật bỏ đói cơ thể vào buổi sáng, kỹ thuật hớp không khí, kỹ thuật tác động hệ thống tuần hoàn, hệ thống xương khớp, hệ thống cơ vân, kỹ thuật chườm đá nóng vùng gan theo nhiệt liệu pháp chemotherapy, chườm lạnh vùng sưng nóng đỏ đau theo hàn liệu pháp cryotherapy. Phương pháp y mau mạch thập chỉ liên tâm có tác dụng cải thiện tốt các khu vực sau: khu vực đầu,
với các chứng rối loạn tiền đình, tuần hoàn não, cột sống cổ, ủ tai điếc tai người lớn tuổi, khu vực lưng, thoái hóa cột sống lưng, đầu thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm, khu vực đầu gối, các chứng đứng lên ngồi xuống khó, bước cầu thang khó khăn, đau mỏi khớp gối, thoái hóa khớp gối, khu vực chân, suy giãn tĩnh mạch, lạnh chân, vân vân. Những thành tích đạt được của danh y đất Việt, bác sĩ Tư Quang Châu và Viện Bấm Huyệt Thập Chỉ Liên Tâm đã được ghi nhận xứng đáng qua những chiếc cúp, những bằng khen, danh hiệu tôn vinh, các bài báo và đặc biệt là trong lòng mọi người. Viện Bấm Huyệt Thập Chỉ Liên Tâm trong những năm qua đã tổ chức nhiều hoạt động thường xuyên giáo dục, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật phòng chữa bệnh không dùng thuốc ở nhiều nơi cả trong và ngoài nước. Trong nước, phía Nam, viện đã đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Nha Trang, Biên Hòa, Long An, Cà Mau, Bình Định. Phía Bắc, viện đã đưa phương pháp đến Hà Nội, Sóc Sơn, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định. Ngoài nước, các địa điểm đã đào tạo y mau mạch thập chỉ liên tâm. Pháp, Paris, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Grenoble. Đức, có Berlin, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Düsseldorf, München. Bỉ, Hà Lan, Ba Lan. Cộng hòa Séc, có Praha, Dubi. Slovakia, Hungaria. Úc, Melbourne, Sydney. Hoa Kỳ, có Houston, Alabama, Austin, Honolulu. Nhật Bản. Trong thời gian tới, viện tiếp tục mở rộng các địa điểm ở nước ngoài như Bắc Âu, có Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Bulgaria, Úc có Queensland, Hoa Kỳ, Washington DC, New York, San Jose, Los Angeles, California, vân vân. Những bước đường sắp tới của Thập Chỉ Liên Tâm chắc chắn sẽ còn nức lòng người. Viện Bấm Huyệt Thập Chỉ Liên Tâm, thành viên tích cực của Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam.